Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh của Helen. Thì hôm nay Helen sẽ chia sẻ món phở nha cả nhà. Helen thích nấu phở lắm, mà Helen nấu ok lắm nha cả nhà. Thì đây Helen bắt nồi nước lên. Đây Helen có 3 kg xương ống và 1 kg bắp bò. Thì để muốn nấu phở cho ngon thì Helen sẽ bỏ những cái xương này vô đó, để cho mình luộc sơ qua cho nó bỏ cái chất dơ và cho nó đừng có tanh. Thì khi nào nó săn lại thì Helen sẽ vớt ra rồi rửa sạch với muối nha cả nhà. Rồi Helen sẽ chia sẻ bao nhiêu lít nước để nấu cho một nồi phở 3 kg xương và 1 kg bắp bò. Để giỏ luôn. Đây là quế với hồi cho 4 kg xương. Thì mình sẽ đem rang nó đi. Mình sẽ bỏ vô cái bịch nhỏ nhỏ bằng giấy đó cả nhà. Rồi mình để vô cái nồi phở nha. Một cái củ hành đó. Rồi cái hồi quế với lại cái gừng thì hay là nướng xong thì bỏ vô cái bịch nhỏ trong cái bao gia vị đó. Thì bây giờ nước sôi rồi, mình sẽ cho xương ống vào. Mình cho xương vô với thịt vô mình nấu rồi mình mới nêm nếm nha cả nhà. Đây mình sẽ nêm, Helen sẽ chỉ cái hũ mà để nấu phở cho cả nhà xem. Đây là bắp bò, Helen để vô luôn đó. Thấy là phở ngon rồi không? Trầm rồi không? Mình để cho nó sôi lên lửa lớn. Với nồi phở này thì 4 kg xương, thì 8 lít nước và 1 củ hành và gia vị. Thì Helen sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người biết Helen nấu phở bằng cái đây, cốt phở bò, nó gọi là bi súp, thấy không? Cố phở bò. Cái loại này nấu rất là ngon nha cả nhà. Thì 8 lít nước với lại 4 kg xương này thì Helen sẽ cho 2 muỗng. 2 muỗng dung. Tại một hũ này Helen thường nấu được 2 nồi phở. Đây. Helen sẽ cho 2 muỗng bột cà no. Đây. Muỗng thứ 2. Helen sẽ cho 2 muỗng cà phê, hơi bự chút. Helen sẽ cho 2 muỗng cà phê muối. Thì để nói cho cả nhà biết, cho tất cả mọi người, trong cái cố phở này nó đã có tất cả gia vị trong đó, nó làm hết rồi, cho nên mình không có thể nêm muối trong đó nhiều. Tại trong chất này nó đã có chất muối rồi, thì mình để muối 2 muỗng cà phê thôi. Khi nào mà xong rồi phở rồi, nêm nếm
thì mình sẽ thấy thiếu cái gì thì mình để cái đó vô. Chứ đừng có để muối quá nhiều vô cái nồi phở này. Nếu mà để nhiều vô thì muối với cái này nữa là sẽ không ăn được nha cả nhà. Dạ, Helen không có nêm đường cát, Helen chỉ dùng đường phèn thôi. Đây thì Helen sẽ dùng 2 muỗng đường phèn. Đó, các nhà thấy chưa, 2 muỗng ăn canh đường phèn. Rồi cho nó nêm tất cả gia vị xong đi, rồi mình khi nào mà mình xương đồ mình hầm xong xuôi hết rồi thì cả nhà nêm nếm lại, nếu mà thiếu cái gì thì mình thêm cái đó. Thì Helen nấu thường, Helen biết Helen cần cái gì và bỏ cái gì thêm. Còn như hồi nãy giờ Helen giống như là nói cho mọi giới thiệu cho mọi người biết là theo cái số lượng như vậy là nó cũng sắp sửa đủ với cái nồi phở 8 lít nước và 4 cái xương này đó. Đây cả nhà thấy nồi phở của Helen không? Helen vớt cái bịch gia vị đó ra rồi, không có để lâu được, chỉ gần 10-15 phút là mình sẽ vớt ra. Nếu mình để lâu quá thì cái mùi của cái quế với hồi nó gắt lắm, ăn không có ngon. Đây Helen quay cho cả nhà coi nồi phở của Helen rất là ngon nha cả nhà. À mà quên nhắc cả nhà nữa, thì Helen cũng nêm nếm lại rồi thì đây nồi phở của Helen nấu xong rồi nha cả nhà. Ngon chưa? Xương ống đây. Nước nhìn hấp dẫn. Đây. Ăn phở, ngầm giá, rau ôm, mò gai, đây là hành, ớt, chanh, đây mình chuẩn bị ăn. Mời cả nhà dùng phở nha. Đây, phở ngon dữ lắm. Rồi. Đây, rau. Mình ăn tương với lại tương ớt. Đó. Phở hấp dẫn không cả nhà? Ngon lắm. Thử nấu theo công thức của Helen đi. Ok. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Coi video của Helen. Share và subscribe cho Helen nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của Helen. Bye.